Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách mà mình điều trị các bệnh ngoại ký sinh trùng như là ve, bọ chét, xà mâu, viêm da trên chó mèo. Thông thường các bạn, cái cách mà mình đơn giản nhất là mình sẽ sử dụng xà bông tắm trị ve và bọ chét cho chó mèo. Xà bông tắm này chúng ta áp dụng trong cái trường hợp chó mèo nó bị ít các bạn, chừng vài con, lâu lâu chúng ta thấy một con, hoặc là chúng ta vạch lông chúng ta tìm hoài không thấy, lâu lâu mới thấy được một con, thì chúng ta nên sử dụng xà bông tắm trị ve bọ chét Shampoo Super. Ở trên thị trường các bạn có nhiều loại xà bông tắm trị ve bọ chét cho chó mèo, mẫu mã rất là đẹp, nhìn nó giống như là một cái chai dầu thơm hay xà bông cao cấp của người, nhưng mà thật ra nó không có tác dụng điều trị ve bọ chét các bạn. Đó là khách hàng của mình nói chứ mình không có nói. Với lại chó mèo thì chúng ta phải sử dụng xà bông cho chó mèo riêng thì chúng ta mới cảm thấy là nó có mùi thơm, còn chúng ta lấy xà bông của người mà tắm cho nó là có cảm giác nó sẽ hôi. Thì cái loại xà bông diệt ve bọ chét này, cái cách chúng ta sử dụng thì giống như xà bông người thôi, chúng ta cũng làm ướt ướt lông, rồi cái bắt đầu chúng ta để xà bông lên để một lượng vừa đủ, các bạn thấy thiếu các bạn để thêm, thấy nhiều thì lần sau rút kinh nghiệm để ít đó, rồi chúng ta sẽ cho để chừng 1-2 phút gì đó cho nó thấm, xong rồi chúng ta xả lại. Chẳng hạn như chúng ta ngừa ve bọ chét cho chó mèo thì một tuần chúng ta tắm một lần, còn nếu như để trị ve bọ chét viêm da xà mâu thì chúng ta một ngày chúng ta tắm một lần, tắm liên tục 3-4 ngày đó. Ngoài chó mèo thì sản phẩm này chúng ta cũng có thể sử dụng cho heo, bò, dê, cừu, ngựa luôn các bạn. Thuốc thú y thì nó xài chung hết. Rồi tiếp theo, chẳng hạn như xà bông mà nó không có hiệu quả, tại vì xà bông là nó chỉ áp dụng cho trường hợp bị ít thôi các bạn. Rồi chẳng hạn như khi mà bị nhiều hơn một chút, bị ve bọ chét nhiều lên một chút, chẳng hạn như chúng ta bình thường nhìn vô chó mèo thì không thấy ve bọ chét, nhưng mà miễn mà chúng ta vạch lông ra thì chúng ta sẽ thấy vài con, vậy là nó sẽ nhiều hơn trường hợp một, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm Pro-Neal Sport này. Trong một cái hộp này nó sẽ có 5 ống 0.67 ml. cách chúng ta sử dụng là chúng ta sẽ lấy một ống, chúng ta bẻ cái đầu này ra, rồi chúng ta vạch lông con chó lên, rồi chúng ta nhỏ phía nhỏ trên da ở dưới lông đó, sau đó chúng ta buông ra cho lông nó đậy lại để tránh trường hợp mà con chó nó liếm đó các bạn. Thì cái sản phẩm này sử dụng cho chó từ 2-10 kg, thì chẳng hạn như chó lớn hơn thì nó cũng có sản phẩm khác cũng loại này Pro-Neal Sport, nhưng mà cái dạng ống nó khác, cái ống nó nhiều hơn, chó lớn sẽ sử dụng ống nó nhiều hơn. Thì sau khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta không tắm cho chó mèo trước và sau khi sử dụng 2 ngày. Xin lỗi các bạn, là không, sau khi sử dụng thì trong vòng 2 ngày chúng ta không tắm, trước đó thì chúng ta tắm thoải mái tại đâu có liên quan gì đâu. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Tiếp theo là mình sẽ, cái trường hợp tiếp theo là trường hợp ve bọ chét nó nhiều các bạn. Thậm chí là mình thấy con chó mình nằm đó, mình nhìn kỹ xung quanh, trường hợp mà ve bọ chét nó nhiều các bạn nhìn xung quanh các bạn thấy con ve bọ chét nó bò lởn nghển xung quanh chó luôn, cái ớn vậy. Thì trường hợp đó thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc chích Novamectin. Cái sản phẩm này là mình sử dụng liều là 1 ml trên 4 kg thể trọng, một tuần chích một mũi, chích liên tục 3 tuần.
Thì đối với sản phẩm này, khi mà mình dùng cái ống tiêm mình chích thì mình phải sử dụng ống tiêm từ 3ml trở lên, tại vì ống 1ml là rút không được đâu các bạn, tại vì thuốc nó kẹo, nó dạng như chúng ta rút ra cũng khó, cũng lâu, mà chúng ta bơm nó cũng lâu. Thì sản phẩm này là mình sử dụng từ lúc mình hành nghề tới giờ. Những cái công ty khác cũng có, nhưng mà cái liều lượng nó khó sử dụng. Ví dụ nó sử dụng là 1ml trên 30kg, chẳng hạn như chó 1-2kg thì rất là khó chích. Nhưng mà sản phẩm này 1ml trên 4kg, chó 1kg thì mình có thể chia ra 1/4 của 1ml, 0,25ml mình rút được. Thì mình sử dụng sản phẩm này, mình thấy ngay mũi đầu thì nó sẽ bớt, mũi thứ hai là hầu như nó sẽ hết. Thêm mũi thứ ba nữa là chắc chắn hết. Ngoài cái chuyện điều trị thì chúng ta cũng có thể ngừa thì chúng ta chích liều là 1ml trên 6kg thể trọng, và khoảng 3-4 tháng chúng ta chích một lần là ngừa. Còn nếu như mà còn mấy là chúng ta đợi tới khi nào mình thấy về bỏ chết thì mình chích thôi. Những cái trường hợp mà bị viêm da rồi bị ghẻ mà cái dạng như là chó nó bị rụng lông đốm, bị ghẻ lở lét, nó mùi hôi rình luôn các bạn, nhưng mà sử dụng sản phẩm này chích thì nó sẽ bớt, và những cái chỗ mà lớm đốm mà nó bị ghẻ đó nó sẽ mọc lông lại từ từ, nó sẽ hết. Không phải là tất cả các trường hợp trên da cái thuốc Novapectin này đều xử lý được, nhưng mà mình thấy đa số nó đều xử lý được. Có một số trường hợp viêm da nó rất là khó điều trị, thì nói chung trước giờ thì mình chưa có thấy, nhưng mà do là mình dân chuyên ngành cho nên mình biết những cái mà viêm da nó mỗi một bệnh nó nguyên nhân nó khác nhau, nhầm lỗi nó rất là khó điều trị. Bởi vì có những cái loại thuốc mà thoa viêm da nhiều khi cả triệu mấy một chai, cái đó là có thật, những trường hợp đó khó. Nhưng mà mình thấy Novapectin này là giải quyết được đa số các trường hợp về bỏ chét, ghẻ, viêm da. Rồi bên cạnh đó nó là thuốc nội ngoại ký sinh trùng, cho nên khi chúng ta chích cái Novapectin này thì chúng ta đã sổ lãi cho nó luôn rồi, chúng ta có thể không cần phải cho uống thuốc sổ lãi thêm. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Bên cạnh đó thì các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký để cập nhật những cái video mới nhất bên mình. Vậy thôi, giới thiệu với các bạn 3 sản phẩm thôi. Nói chung mình bán nhiều sản phẩm nhưng mà mình chỉ giới thiệu 3 cái thôi. Tại vì cái nào mình sử dụng rồi thì mình mới giới thiệu. Chào các bạn.